Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Mẹ Gấu. Như các bạn đã biết thì chim bồ câu có chứa rất là nhiều dinh dưỡng và là một trong những thực phẩm hàng đầu giúp bé tăng cân. Tuy nhiên, cháo bồ câu thì khá là béo và ngậy, nhiều bé không thích ăn và có nhiều bé thì lại không thích ăn cháo. Cho nên hôm nay trong video này, Mẹ Gấu sẽ chia sẻ cho các bạn cách hầm bồ câu chứa nhiều dinh dưỡng giúp cho bé tăng cân tốt và ngủ ngon nhé các bạn. Nếu các bạn thích video này hãy bấm like và chia sẻ, đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận những video tiếp theo của Mẹ Gấu nhé. Để làm bồ câu hầm cho bé thì nguyên liệu chính không thể thiếu đó là bồ câu nhé. Bồ câu thì các bạn mua cái bồ câu mới ra ràng, tức nghĩa là con non đang trong giai đoạn phát triển nha, thì nó bổ hơn là những cái con mà đã trưởng thành rồi và thịt nó mềm hơn, dễ ăn hơn nhé. Một con này thì mình mua ở dưới quê khoảng 60.000. Tiếp theo là 5 trái táo tàu, 50g hạt sen, 100g củ sen. Đầu tiên mình rửa sạch chim bồ câu nhé. Chim bồ câu này của mình đã làm sạch rồi cho nên mình chỉ cần rửa sơ qua thôi. Táo tàu mình cũng rửa sơ thôi nhé. Hạt sen mình cũng rửa sơ qua và các bạn bỏ cái nhụy của nó đi nhé, bởi vì cái nhụy của nó rất là đắng. Củ sen thì các bạn nào mà không mua được củ sen gọt sẵn á thì các bạn gọt vỏ đi và cắt thành khoanh như thế này. Còn bạn nào mà mua được cái gọt sẵn như thế này rồi á thì chỉ cần rửa lại một lần nữa là được nhé. Sau khi rửa sạch rồi, mình bỏ nguyên liệu vô trong cái nồi. Đầu tiên là bỏ chim vô trước nè, cả cái lòng của nó cũng bỏ vô luôn. Mình dùng nồi nấu cháo Too Good để hầm bồ câu nha các bạn. Bây giờ mình bỏ một ít nước vô. Sau đó mình cho cái nồi có bồ câu và các nguyên liệu vô. Tiếp đến mình đậy nắp lại, cắm điện. Nồi Too Good này thì ngoài nấu cháo ra thì còn hầm bồ câu được rất là tốt. Để hầm bồ câu thì mình sẽ chọn cái chế độ là món hầm ở đây. Mình sẽ bấm cái nút màu cam này 5 lần. 1, 2, 3, 4, 5. Khi các bạn thấy đèn nó nháy ở chữ món hầm là được. Và 2 tiếng sau thì mình sẽ quay lại xem chim bồ câu của mình như thế nào rồi nhé. Bây giờ cái nồi nó đã chuyển sang chế độ giữ ấm rồi. Mình lấy cái nồi ra nhé các bạn. Đây là thành phẩm rất là thơm. Mình chắc lấy cái nước ra cho bé và gắp con chim bồ câu ra để mà lấy thịt cho bé ăn nhé các bạn. Các bạn lưu ý là món ăn này dành cho bé từ 7 tháng trở đi nhé. Đối với bé từ 7 tháng trở đi và ăn thô chưa tốt thì mình sẽ dùng cái nước hầm bồ câu mà mình rót ra cái chén á để cho bé uống. Còn thịt thì mình có thể xay ra hoặc là bằm nhỏ ra để bỏ vô cháo. Còn đối với bạn nào mà ăn thô tốt rồi thì mình sẽ cho bé uống cái nước hầm bồ câu. Đối với những bé nào ăn theo kiểu tự chỉ huy tốt thì mình có thể cho bé bóc cái thịt chim bồ câu ăn luôn. Và cái hạt sen nó rất là mềm và mình sẽ cho bé tự bóc ăn, hoặc là mình có thể cho hạt sen chung với chim bồ câu vào cơm nát cho bé. Đối với những bạn dưới 1 tuổi cân nặng dưới 8kg thì mình cho ăn 2-3 con một tuần. Còn các bạn trên 8kg tầm 1-2 con một tuần thôi. Còn đối với những bé mà trên 1 tuổi thì nếu bé có cân nặng dưới 10kg thì mình sẽ cho ăn 2-3 con một tuần thôi nhé. Còn nếu bé trên 10kg thì mình chỉ cho ăn từ 1-2 con một tuần. Và khi cho bé ăn bồ câu thì mình kiên trì cho bé ăn bồ câu trong vòng 1 tháng thì bé sẽ lên cân tốt. Rồi sau đó mình có thể bớt cái lượng chim bồ câu đi nhé các bạn. Chúc các bé ăn ngon và tăng cân đều đặn nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.